Kính thưa quý vị, đây là quang cảnh đua ghe ngò ở thành phố Sóc Trăng. Hiện giờ là ngày đầu tiên, là ngày 1 tháng 11 2017. Sau đây Lâm sẽ chạy ngang một vòng để quý vị theo dõi nha.
Mình chạy qua đây mình bọc qua đó được không? Có cây cầu bọc qua đúng không? Ủa bữa nay là ngày đua đầu tiên đúng không? À bữa nay đang diễn tập thôi hả? Cái này chống nước. Chảy xuống nước nó cũng bị gì đâu nhưng mà thôi. Đôi nữ phải không? Vàng đen đó em. Bơi bờ lắm máu thế. Bơi bờ ông trời. Ông nghe sợ. Ông lớn lắm. Thank you.
thưa quý vị, đây là ngay ở đầu cầu mà chúng ta có thể quan sát toàn bộ. Các đội đang tập luyện. Hôm nay là ngày 1 tháng 11 2017. Ngày mai sẽ bắt đầu có cuộc đua chính thức. Đâu có đi được ta.